Đúng rồi. Ôi giời Đây không phải ơi, là cái chợ. tưởng gì. Tình vi. Linh, em muốn quay lại phải không? Tưởng thế nào. Anh nhầm rồi. Cái gì? Vậy em đến đây Còn để đến làm đây làm gì? gì? Không biết. Anh tưởng em không còn dành cho nơi này nữa chứ. Vâng. Và hình như anh Nam cũng đã có nhóm nhảy mới rồi phải không? Phải. Và nhóm nhảy mới của anh có thể đè bẹp cái nhóm rẻ rách của bọn em. Vậy sao? Em nghĩ mình là ai khi muốn đối đầu với anh chứ? Vậy anh nghĩ gì? Nếu như nhóm rẻ rách của chúng em muốn đối đầu với anh. Em ơi, thách đấu đi. Cái gì nó cũng có đẳng cấp của nó. Không bao giờ anh hạ mình xuống để đấu với cái nhóm của bọn em. Dám đấu chứ. Vậy mà em lại đang nghĩ rằng anh Nam công tử đang rất run sợ. Sợ á? Nam, sao lại để con danh con này nó khinh mình thế à? Nó muốn đấu thì cứ để cho nó đấu. Đè bẹp nó như con dán đây này. Gì nó đi. Được. Đã chơi thì chơi đến cùng luôn. Chơi đi, chơi đi. Anh muốn chơi như thế nào? Vừa showcase vừa battle. Ừ, hay đấy. Anh muốn vừa thi đấu lẫn biểu diễn à? Đúng. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như nhóm em thua thì thằng Dương và tất cả phải biến mất khỏi thế giới hip hop. Nghe đi chưa? Đúng rồi. Còn em, em phải tham gia vào nhóm nhảy của bọn anh. Sao? Sợ rồi à? Mọi người nhìn cô bé đáng yêu mà đang sợ này. Về đi, về đây, về đây. Không có chuyện đó đâu. Đã là trò chơi thì phải công bằng. Anh có điều kiện của anh. Hay lắm. Và em cũng có điều kiện của em. Ghê gớm đây. Không hổ danh là Linh Cú Te. Hơi bị tinh vi. Cô nàng lắm chiêu. Hồi hộp đây. Nếu như nhóm em thắng thì anh sẽ phải nhường phòng tập này cho nhóm em. Thì ra là chúng nó âm mưu muốn chiếm lại cái phòng tập này đây. Khó lắm em ơi. Tinh vi quá đấy. Em nghĩ em là ai? Anh muốn xóa sổ nhóm của bọn em thì việc nhóm em cần một phòng tập cũng không có gì là quá đáng, phải không? Vấn đề là ở bản lĩnh. Nhưng em lại đang lo sợ rằng anh Nam công tử của chúng ta lại không có bản lĩnh đó. Này. Thôi đi về đi. Thôi yên lặng. Đây là chuyện quan trọng, bây giờ không thể quyết định ngay được. Cứ đấu đi, sợ gì? Anh Nam, vậy thì anh cứ bàn bạc và suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai em sẽ quay lại để nghe câu trả lời của anh. Hy vọng anh Nam công tử sẽ không làm em phải thất vọng. Thường quay tôi.